Dự báo nhu cầu đi lại của hành khách tại các bến xe trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 tăng cao. Công ty cổ phần bến xe Hà Nội chuẩn bị 715 phương tiện dự phòng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Theo đánh giá của công ty cổ phần bến xe Hà Nội thì kỳ nghỉ lễ năm nay, giá máy bay nội địa tăng cao trong khi thu nhập của người dân còn thấp. Vì vậy, nhiều hành khách sẽ lựa chọn điểm du lịch tham quan gần, di chuyển bằng phương tiện có chi phí thấp hơn như là ô tô, tàu hỏa. Do vậy, dự báo lượng khách tại các bến xe sẽ tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2023. Đặc thù của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 thường có sự tăng đột biến vào khoảng thời gian cao điểm. Do đó, cần lượng xe bổ sung tăng cường vào đúng các thời điểm và đúng các tuyến có lượng khách tăng lên để đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của hành khách. Lượng xe tăng cường được tập trung huy động tại các đơn vị vận tải khai thác theo tuyến. Đối với một số tuyến có lượng khách tập trung đông thì sẽ được huy động các xe từ tuyến khác. Việc huy động phương tiện được thực hiện theo kế hoạch thống nhất giữa bến xe và các doanh nghiệp vận tải. Tuy nhiên, trong trường hợp cấp thiết, sẽ huy động xe do công ty cổ phần bến xe Hà Nội thuê dự phòng để tăng cường phục vụ nhân dân. Tổng lượng xe tăng cường là 715 xe, trong đó bến xe Giáp Bát tăng cường 224 xe, bến xe Gia Lâm tăng cường 82 xe và bến xe Mỹ Đình là 409 xe. Số lượng xe tăng cường sẽ được phân bổ theo ngày, theo tuyến tùy thuộc vào sự gia tăng của luồng hành khách.